dòng suối dập dìu sắc màu chợ phiên, ngọt ngào cành lê em hay, đào xuân chung chim anh say, ngập ngừng sương răng lôi phố xôn xa hàng nhịp vây đung đưa, vang tiếng hẹn chàng trai xuống chợ, hẹn gặp ai mà sao vui thế, tiếng đàn môi em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay. Trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây ơi sao. Anh nói chiều nay anh về phố nhỏ, hẹn tôi đón anh. Anh viết trong thư chờ anh em nhé, chuyến tàu cuối ngày. Trời chiều lộng gió hôn nút đường tàu lất phất mưa bay, ga vắng thưa chưa người nào đến, chỉ một mình tôi bâng khuâng. Tôi mơ phố say cùng sánh vai anh chung lối về, gió đến quyến luyến áo anh quyện lấy bước chân hai chúng mình. Xuyên sao hồn tôi coi ngân tiếng dài kia, tàu về bến xôn xao người gọi nhau, từng người xuống người có đôi. Xin được mến chào toàn thể các bác. Trong video này thì bên em lại tiếp tục được test một quản lý nguồn và một đôi loa DK hàng xịn, DK đàn kinh UK12 các bác nhé, cho anh Hải ở Bắc Nam Bắc Cạn các bác nhé. Thì anh cũng đã có giao lưu với bên cửa hàng là lấy những chiếc đẩy 3 kênh, và hôm nay anh lại tiếp tục sở hữu thêm một quản lý nguồn và một đôi loa UK dòng bát 30 bát neo các bác nhé, và dòng chép BMS. Đặc biệt với bản UK này là phiên bản cuối cùng của dòng UK12, là phiên bản phân tần 3 lớp các bác nhé. Nó chất âm rất là hay. Đấy, như các bác đang được cảm nhận thì em đang chạy đẩy trực tiếp để các bác có thể cảm nhận được chất tiếng của đôi loa này, từ những bản nhạc sàn cho đến những bản nhạc remake, rồi tiếp theo đó là những bản nhạc bolero các bác nhé. Các bác nghe tiếng rất là trong trẻo cũng như là êm các bác nhé, đặc biệt là không bị chói tai hoặc là dền các bác nhé, rất là tí tách ạ. Anh nói chiều nay anh về phố nhỏ, hẹn tôi đón viết trong thư chờ anh em nhé, chuyến tàu cuối ngày. Tôi đến sân ga trời chiều lộng gió hôn nút đường tàu lất phất mưa bay, ga vắng thưa chưa người nào đến. Ở với những đôi loa DK UK12 hàng tuyển chọn thì rất là đẹp các bác ạ. Các bác cùng nhìn này, ở bên ngoài nha, rất là đẹp các bác nhé, rất là đẹp. Với những dòng này thì giá là 14 triệu đó, tại cửa hàng các bác nhé, 14 triệu một đôi. Các
Quay trở lại với quản lý nguồn. Đây là dòng quản lý nguồn chính hãng đến từ thương hiệu AV Pro. Sử dụng là 10 cổng, 8 cổng sau và 2 cổng trước các bác nhé. Mặt hiển thị đó là số vôn điện. Ví dụ như nhà em đang sử dụng đó là 215V. Đó, 8 cổng này là công tắc để các bác có thể tắt mở bên đằng sau. Đấy. Khi các bác sử dụng quản lý nguồn thì rất là lợi, đó là khi các bác bật tắt theo trình tự. Đấy. Khi mà mở tắt đúng trình tự thì thứ nhất nó sẽ ổn định hơn về cái vấn đề đó là tắt không đúng nó nổ lộ bộ bỏ loa. Đấy. Hoặc là chập cháy thì automat ở đây sẽ nhảy, hoặc là hơn nữa giơ re bên trong sẽ ngắt từng cổng một. Ví dụ như là các bác để cổng 4 là một chiếc đẩy, không may chiếc đẩy có vấn đề chập cháy thì sẽ tự ngắt các bác nhé. Sẽ tự ngắt. Cái đầu tiên thì sẽ là sập. Khi dòng điện lên quá mức thì automat sẽ ngắt đầu tiên. Đó, và tiếp theo nếu mà không ngắt được thì bắt đầu mới đến những cái cổng sau. Đó, dòng hàng chính hãng các bác nhé, giá là 1.600.000. Vâng, em cũng rất là cảm ơn anh Hải rất là nhiều đã tin tưởng cũng như là sử dụng rất là nhiều các dòng sản phẩm bên cửa hàng. Và bây giờ thì cho anh em đóng cũng như là vận chuyển lên được cho anh. Các bác nào có nhu cầu vui lòng liên hệ với bên em qua hotline 0977 434 361. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào tất cả các bác.